Dạ vâng, em Hương chào cả nhà mình nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các anh chị vào xem bếp, thấy bếp đẹp thì ủng hộ em Hương một like, một nút đăng ký kênh cả nhà nhé. Hôm nay giới thiệu cho cả nhà đó là một cái chiếc bếp mặt kính full chức năng của Osakaga. Mặt kính màu ghi anh chị nhé, màu thân màu ghi và cái mặt trên cũng màu ghi luôn. Cái này là ghi kim tuyến rất là đẹp đấy ạ. Các anh chị nhìn ngọn lửa này, rất là xanh đúng không cả nhà? Đây có những hôm quay thì rất là xanh, còn có những hôm quay thì rất là đỏ. Nhưng mà bao cho các anh chị là cái việc đen nồi luôn nhá, không có lo đen nồi đâu ạ. Một chiếc bếp gọi là rất là đẹp, lửa cực kỳ xanh luôn. Nhìn bếp là mua lửa mua sự may mắn rồi đúng không ạ? Mình mua cái chiếc bếp này các anh chị nhìn như là hai bông hoa luôn ạ. Đây, nhiệt rất cao các anh chị nhá, nhiệt rất cao và to. Em Hương sẽ để cái nồi lên trên đây. Đây, còn tràn ra cả cái đít nồi này cơ. Mình nhìn như thế này thôi nhưng mà lửa rất là to này. Ôm chọn cái đít nồi của mình chứ không chảng ra giống như là cái bếp có cái chia lửa tràn hết ra các anh chị nhá. Đây, lửa rất là xanh luôn ạ. Hiện tại thì em Hương đang test cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật, đó là tính năng chống cháy nồi. Đây, mặt kính các anh chị lau chùi sẽ sạch sẽ hơn cái dòng mặt sơn rất là nhiều. Hàng nhà em Hương là hàng bãi các anh chị nhá, hàng bãi là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, rất là mới. Độ mới của bếp thì cũng phải trên 80-85% hết ạ. Khi mà nồi nóng lên thì bếp bắt đầu giảm nhỏ này, kể cả lửa to hay là lửa nhỏ thì lửa cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây, bên này lửa đang còn to này cả nhà nhá. Ơi, lửa em này đẹp quá. Lửa rất là xanh luôn, xanh không thấy một cái gợn gọi là gợn đỏ hay là gợn vàng nào luôn đấy ạ. Một chiếc bếp đến từ thương hiệu Osakaga, như là anh chị thì thường hay biết đến cái dòng bếp như là Zinai hay là rồi hai bếp đều tắt bếp khóa ga hết rồi ạ. Đồng hồ báo hiệu 02 đấy các anh chị nhé. 02 là khóa ga khi mà nồi cạn nước. Cái chiếc bếp này thì cảm biến gọi là siêu nhanh luôn. Sau khi tắt bếp thì bếp sẽ khóa ga ngay lập tức luôn đấy ạ. Đây cả nhà nhé, đồng hồ báo hiệu 02 đây rồi. Bây giờ em Hương sẽ test thêm cái tính năng an toàn nữa, đó là tính năng sẽ khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi. Đây các anh chị thấy như là hai bông hoa trong cái không gian bếp của nhà mình đúng không ạ? Cần gạt lửa to nhỏ này, nhỏ này, đây là mức nhỏ nhất khi mà các anh chị nấu đồ ăn nhé. Còn đây là về mức to nhất này, rất là đẹp luôn. Anh chị nào mua cái chiếc bếp này thì lửa rất là xanh, gọi là xanh biếc, xanh gì luôn ấy ạ. Đây ạ, lửa rất là đẹp. Em Hương sẽ test thêm cái tính năng an toàn là khóa ga khi mà mất ngọn lửa cả nhà nhé. Hàng hóa về Tết rồi nên là cũng rất là nhiều anh chị có nhu cầu mua bếp này. Mình mua trước Tết một chút xíu, không có là đến ngày giáp Tết, thứ nhất là bận rộn và thứ hai cũng là chi phí rất là nhiều. Mình sẽ phải chi rất là nhiều khoản nên mình cứ chia nhỏ ra thì mình sẽ cảm thấy không tiếc tiền đúng không ạ? Một chiếc bếp full chức năng đến từ Osakaga. Rồi, bếp đã khóa ga rồi. Đây các anh chị nhìn này, khóa ga bằng số 12 nhé. Báo hiệu đèn báo hiệu 12 là khóa ga khi mà bị mất ngọn lửa đi. Những cái chiếc bếp Việt Nam của mình chưa có được cái tính năng an toàn này và cũng rất là hy vọng trong thời gian sắp tới các nhà sản xuất bếp ga Việt Nam cũng sản xuất được những cái chiếc bếp ga an toàn như thế này để mình gọi là người Việt Nam vẫn ưu tiên dùng hàng Việt Nam đúng không ạ? Không phải nói là xính hàng Nhật, xính hàng ngoại nhưng mà không thể chê được các cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật. Đấy là chia sẻ thật lòng của em Hương. Còn em Hương là người bán hàng thì sản phẩm có làm sao em Hương nói như vậy. Còn mình khi mà mình mua thì tất nhiên là mình cũng phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian để mình tìm hiểu đúng không cả nhà. Tất cả những cái dòng bếp ga Nhật thì rất là an toàn rồi. Đấy, bếp có hai cái tim cảm biến đây ạ. Sẽ đo nhiệt độ dưới đáy nồi, khi nhiệt độ lên đến 250 độ C hoặc là hơn nữa thì bếp sẽ tự động tắt bếp khóa ga. Đấy, vì sao các anh chị cứ thấy là ở bếp Nhật lại có hai cái đầu thì nhô lên, trong này lò xo các anh chị nhá. Đấy, lò xo đấy. Chia lửa của chiếc bếp ga này bằng đồng ạ. Hơi nóng em Hương sẽ không cầm lên nhá. Bằng đồng. Ngoài ra trên nắp đây còn có một cái bích chắn dầu nữa, bảo vệ cái đồng của mình. Kiềng của bếp bằng thép không gỉ. Đấy, lửa rất là xanh luôn, lửa xanh cực kỳ luôn đấy cả nhà. Đây, cái mặt bếp là mặt kính thì các anh chị lau chùi sẽ sạch sẽ hơn cái dòng mặt sơn rất là nhiều cả nhà nhá. Bên bếp bên trái có trang bị một phím, đây là phím 3S này. Cái nốt này là dùng để kích nhiệt, tránh cái tình trạng là ngắt bếp đột ngột. Các anh chị bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé. Tiếp theo ạ, sang bên bếp bên phải sẽ có các chế độ, đó là tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán từ 180 đến 200 độ C nhé. Đấy. Rồi, còn đây là cái nốt nấu nước này, nấu cơm này. Dòng dưới cùng là nước, dòng thứ hai là cơm và dòng thứ ba trên cùng là cháo này. Khi mà không chọn được chế độ, các anh chị tắt bếp đi, bật lại giúp em nhé. Nhiều khi cái cảm biến nóng lên là mình sẽ không có chọn được nữa đâu. Anh chị thấy ba cái nốt đều sáng hết rồi đúng không ạ? Là mình đã sử dụng bếp rất là hoạt động ok hết.
Rồi, tiếp theo đây là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là đồng hồ hẹn giờ nhé các chị nhá. Đồng hồ hẹn giờ này. Trên là bên bếp trái và dưới là bên bếp phải. Bây giờ bên bếp trái em Hương đang tắt nên là sẽ không có chọn được đồng hồ. Các chị thấy không ạ? Bây giờ em sẽ bật bếp lên nhá. Trong cái tình huống đó là mình không nhớ đó là bếp nào thì mình cứ tắt một bếp đi là mình sẽ biết thôi. Đây là thời gian này, một đồng hồ nhưng mà mình có thể hẹn giờ được cả ba bếp. Đấy, hôm nay nhà em Hương hàng về nên là rất là đông vui rồi. Đây, thời gian là tối đa là 90 phút này. 90 phút canh chị nhá. Và tối thiểu sẽ là 1 phút à. Những cái chiếc bếp mà có đồng hồ hẹn giờ như thế này thì cực kỳ tiện luôn đúng không ạ? Đây canh chị nhìn này. Đấy, hẹn giờ là 1 phút. Bây giờ em Hương sẽ hẹn giờ 1 phút của bên bếp phải này nhá. Tiếp theo nữa, đây là khay nướng và vị nướng của bếp ạ. Đây, khay nướng và vị nướng cũng rất là sạch sẽ đây ạ. Rất là sạch cả nhà nhá. Đấy, anh chị nào mà thích cái dòng bếp hai tầng lửa phun chức năng thì có thể tham khảo chiếc bếp ga này. Nếu như mà mình mua chiếc bếp ga này mà hàng mới thì các anh chị có thể mua với giá gấp phải 4 lần. Cái chiếc bếp ga này khoảng tầm 15 triệu cả nhà. Nhưng mà mình mua hàng bãi thì mình chỉ mua bằng 1/3, 1/4 thôi ạ. Đây là đồng hồ của bếp nướng nhá. Bếp nướng thì tối đa là mình có thể hẹn được 15 phút. Còn cái này là mình sẽ hẹn 1 phút nhá. Đấy, hẹn 1 phút thôi. Bây giờ em Hương sẽ hẹn giờ 1 phút của lò nướng. Và bếp nấu thì cũng sắp hết thời gian hẹn giờ rồi đấy. Các anh chị đợi một chút xíu nữa thôi. Đây là phía trong của lò nướng này cả nhà. Đây là phía trong của lò nướng nhá. Lửa tầng trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang. Đối với cái cần gạt lửa của lò nướng này thì nó sẽ không có gạt được nhiều giống như là bếp nấu của mình. Đấy. Rồi, bếp nấu này, bếp nấu đã tắt bếp rồi. Đồng hồ em Hương đây, bếp nấu đã báo hiệu đang nhấp nháy đây ạ. Đã tắt bếp rồi. Và sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn nhá. Còn đối với lò nướng thì còn hơn 20 giây nữa, hơn 20 giây nữa bếp cũng sẽ tắt. Rất là an toàn đúng không ạ? Em Hương sẽ mồi lại để cho các anh chị có thể theo dõi, có nhìn thấy, gọi là mình tận mắt nhìn thấy những cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật. Lửa cực kỳ xanh luôn các anh chị ạ. Lửa xanh. Lửa rất là đẹp luôn, cả hai bếp, bếp nào lửa cũng đẹp hết nhá. Các anh chị hãy cùng đếm ngược với em Hương nào. Đây ạ, bếp rồi, đã hết thời gian hẹn giờ rồi cả nhà này. Đồng hồ đã về không nhá, đồng hồ đã về không và bếp cũng đã tắt rồi. Sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn. Đối với những cái chiếc bếp mà có đồng hồ hẹn giờ, cả bếp nấu và lò nướng như thế này thì bếp rất là tiện lợi đúng không ạ? 6 chữ dùng để miêu tả chiếc bếp ga này đó là an toàn, tiết kiệm và tiện lợi. Chiếc bếp ga này thì em Hương chị bán cho cả nhà với giá ngày thường thôi các anh chị ạ. Ngày Tết hay ngày thường thì lúc đắt hàng và lúc cháy hàng và lúc bình thường thì cũng như thế thôi. Không phải là vì không có hàng mà bán nâng giá lên cho các bác đâu. Trước này em bán cho cả nhà với giá là 3,8 triệu thôi các anh chị nhá. 3,8 triệu nhà em Hương ship hàng toàn quốc. Một chiếc bếp mặt kính phun chức năng, hẹn giờ cả ba bếp. Anh chị nào mà muốn sử dụng cái dòng bếp Nhật đa chức năng, muốn sử dụng các cái tính năng an toàn của bếp Nhật thì mua cái chiếc bếp này cả nhà nhá. Đây, ngoài ra thì còn một chiếc bếp bên cạnh đây nữa. Chiếc bếp này thì thuộc dòng Môi chè 340 của Paloma. Chiếc bếp này thì em Hương bán cho cả nhà với giá đó là 3,1 triệu thôi. 3,1 triệu thôi cả nhà nhá. Để anh chị thích cái dòng mặt men bao giờ cũng sẽ rẻ hơn cái dòng mặt kính hết. Mặt men màu đen này, còn cái chiếc bếp bên kia là màu trắng nhá, màu ghi, màu sáng. Cái em này thì cũng là cái dòng phun chức năng, một đồng hồ và hẹn giờ cả ba bếp luôn. Rồi đấy, anh chị nào mà ưng cái mẫu nào thì liên hệ em nhé. 3,1 triệu Paloma Môi Chè 340. Còn chiếc bếp mặt kính của Osaka Ga này thì giá đó là 3,8 triệu các anh chị nhé. Rồi em Hương xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Các anh chị vào kênh xem bếp thì ủng hộ em Hương một like, một đăng ký trước khi rời kênh cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.